Dạ rồi, Hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua và đã rất nhiều các anh, các chị, các cô chú tất cả tình rất xa về đây để báo tin, nhờ anh em chị Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua phải nói là rất nhiều các chị em gái phải là bỏ chồng bỏ con để đi làm ăn xa, hoặc có thể là ôm tài sản đi theo nhân tình. Đến giờ phút này anh em Hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận được một thông tin, một em trai hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa về đây để báo tin, nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào em trai nhé. Dạ. Em có thể em giới thiệu cho anh cũng như cho các cô chú anh chị biết được em họ tên là gì? Em tên Hùng, họ Lâm, Lâm Hùng. Em tên Lâm Hùng ha, họ Lâm, tên Hùng. Hùng nhiêu tuổi rồi em? Sinh năm 1988. 1988 à? Đúng rồi. Tuổi Thìn đúng không? Đúng rồi. Em nguyên quán ở đâu? Nguyên quán ở Sóc Trăng, vợ Trà Vinh. Em thì quê Sóc Trăng, đúng vợ rồi. Thì Trà Vinh. Đúng rồi. Rồi. Hôm nay là vậy là em từ Sóc Trăng đúng không? Đúng rồi. Em về Bình Dương. Dạ. Nhờ anh em chị Bình Dương đăng tin tìm ai đây? Tìm vợ. Tìm vợ. Em cho anh biết này, vợ em họ tên đầy đủ là gì? Thạch Thị Xưa. Thạch Thị Xưa. Đúng rồi. Cây xưa đúng không? Xưa ớt sở. À. Rồi. Em cho anh biết là vợ em nhiêu tuổi rồi? 38. Vợ 38, vợ em hơn 22 tuổi. Đúng rồi. À. Em 88, vợ 86. Đúng rồi. Em được mấy người con rồi? Hai đứa. Hai đứa. Trai gái? Một đứa trai, đứa gái. Một trai một gái ha. Dạ. Rồi con em là năm nay nhiêu tuổi rồi em? Đứa lớn 14 rồi. Lớn 14 hả? Dạ. Bé nhỏ là nhiêu? 12. 12. Dạ. Hai con em hiện nay đang ở đâu? Đang ở dưới bà ngoại đi học. Em cho anh biết là hai trong thời gian vừa qua là hai vợ chồng em làm công việc gì và ở đâu? Em làm hồ, vợ thì làm công ty. Ở đâu em? Cũng không biết nữa. Không, em á, em làm hồ ở đâu? Em làm hồ dưới huyện Bình Chánh á. Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đúng rồi. Thế còn vợ? Vợ bây giờ không biết làm vợ đâu. Lúc trước nè, lúc trước cũng hai vợ chồng làm chung. Làm chung ở đâu? Làm chung ở quận Tân Phú. Vậy là trước vợ làm hồ luôn? Đúng rồi. Hai vợ chồng sống chung với nhau? Đúng rồi. Ở phòng trọ hả? Đúng rồi. Hai vợ chồng thu nhập một tháng nhiêu tiền em? Cũng tháng cũng gần 20 triệu. Gần 20 triệu hả? Dạ. Mình có gửi tiền về quê nuôi con không em? Gửi. Có hả? Dạ. Rồi vợ em trong thời gian vừa qua là em thấy có dấu hiệu gì bất thường không? Cũng không. Rồi. Vợ em hiện nay là bỏ nhà đi hoặc mất tích lâu chưa? Hơn 2 tháng rồi. Hơn 2 tháng luôn? Ờ. Rồi em cho anh biết này, thế sao vợ bỏ nhà đi? Thì có gia đình có xích mích cãi nhau. Xích mích cãi nhau? Đúng rồi. Cụ thể là cái gì em có thể chia sẻ được không? Cãi nhau vì gì? Vì cái gì? Chuyện rồi như em đi làm riêng á, rồi quen nhỏ kia rồi vợ giận á rồi đi. Ôi trời đất quỷ thần ơi. Ủa ông tướng luôn. Vậy là sai lỗi cho mình. Dạ đúng rồi. À, không phải do vợ đúng không? Dạ. Vậy là em về em nhận lỗi với vợ chưa? Rồi. Nhận em nhận sao? Nói lỡ như vậy rồi bây giờ tha lỗi cho anh đi. Vậy là lỗi tại em. Dạ đúng rồi. Ồ, vợ bắt được hả? Có thấy hình á. Hình ở đâu? Nhỏ kia nó gửi á. Gửi qua hả? Dạ. Có vợ có bắt được tin nhắn không? Không thấy hình á, không có tin nhắn. Hình thì đâu có bằng chứng gì cụ thể. Đúng rồi. Hình hai người ôm nhau hả? Chụp chung á. Tôi chết tôi rồi. Thua má ơi là má. Thế người cái đẹp gái không? Không bình thường. Bình thường sao mình mê vậy? Thế còn vợ em đẹp này mà sao em không mê mà đi mê người kia bình thường? Bởi vì mình đi sai đường, bởi vì vợ vậy. Sai đường luôn chưa? Đúng rồi. Hiện nay này các con em có biết không? Dạ biết, vợ nói biết. Thôi trời ơi, vợ nói hết rồi. Đúng. Thế là vợ giận có bỏ nhà đi luôn hả? Đúng rồi, có lên Sài Gòn hồi 2 tháng trước cũng ghé vào phòng á, rồi năn nỉ rồi biết trốn đi, không biết đi đâu. Em ghé vào phòng năn nỉ luôn? Không có, vợ ghé vào phòng em. Vợ ghé phòng em chi vậy? Ghé coi phòng mình ở với ai vậy đó. À xem có đúng ở với người tình chứ không? Dạ. Nhưng mà em ở mình. Đúng rồi. Nhưng mà sao em lại bỏ đi đâu mà em ở mình? Vợ về quê thì em ở mình em. À ở cái phòng đó là trước hai vợ chồng ở chung? Không có, ở riêng, ở phòng kia mới. Sao lại ở riêng? Ở bên kia. Rồi cãi nhau á, mới vợ dọn đồ về quê. À hai vợ chồng cãi nhau là vì cái chuyện là người tình đúng, đúng không? Rồi, đúng rồi. Gửi hình qua. Đúng rồi. Gửi qua Zalo đúng không? Đúng rồi. Gửi qua Zalo là nói chung là vợ bắt được cái hình ảnh đấy. Đúng rồi. Hai người ôm nhau là có mặc đồ không? Bình thường, mặc đồ bình thường. Mặc đồ bình thường nhưng ôm nhau. Dạ. Bây giờ em chia tay cái người bạn gái, người yêu chưa?
Chia tay lâu rồi. Chắc không? Chắc. Hứa không đấy? Chắc Thế rồi. người đó nhiêu tuổi rồi? Cũng hai mấy à, 26. 26 thì ngon hơn vợ em rồi. Vợ em 38 mà. Trời đất quỷ thần ơi, vậy là ngon rồi. Em lại muốn đi gặm trâu già này, gặm quả non rồi. Nên bị vợ bắt được luôn. Thế trong thời gian trước này vợ em đi làm về kiếm tiền, em có đưa tiền cho vợ không? Có chứ. Tháng em đưa vợ nhiêu? Thì hai vợ chồng làm chung nhau, làm hộ chung nhau mà. Ừ, vợ lãnh tiền ha. Đúng rồi, lãnh thì mua đồ mua gì đó. Em cho anh hỏi này, trong cái thời gian vừa qua là em có đánh vợ bao giờ không? Có đánh lần à, Đánh một lần đau không? cũng đau Đánh bằng cái gì đấy? tay Em đánh mấy cái? cái à, Đánh vào đâu? đánh vào đầu Trời đất quỷ thần ơi. tán thôi đâu có Đánh đánh mạnh đâu, không? cũng vừa Vừa thấy vợ có khóc không? Khóc. Vợ khóc, vợ nói sao nữa? không có nói gì đâu, khóc Em không gọi vợ bằng bằng vợ, bằng chồng hay là bằng anh em hay là bằng mày tao? à, giận thì mày tao không mà, hết giận nó mới ít kêu anh lắm, kêu mình không à, Ô mình ơi. mình không à, Thế vợ vợ em kêu em bằng gì? cũng kêu mình Mình ơi luôn. vậy đó. Trời ơi. Các con nghe em có biết là em quan hệ ngoài luồng không? Con thì mẹ nó biết hết rồi, Ừ, nói thế em thôi. cho anh hỏi là em quen cái người phụ nữ đó là năm nay là 26 tuổi là quen lâu chưa mà vợ bắt được? Cũng mới cỡ năm à. Một năm à? Một Đúng năm là cũng rồi. cắn câu rồi. Thế người phụ nữ làm công việc gì, có chồng chưa? Làm công ty á, cũng thôi sao chồng. sao em quen được em gái trẻ vậy? Có chồng rồi cũng thôi. Cũng chồng thôi nên gặp em này, em cũng nói là em bỏ vợ rồi đúng Đâu chưa? có, mình đâu có bỏ, mình Không, nói em nói là đây. em bỏ vợ thì em người ta mới quen em chứ. Cũng có, cũng biết bình thường mà biết mình Biết nói vậy. luôn. Dạ, đúng rồi. Ồ, thế em có lo lót cho người ta không? Không. Bơm lúa bơm mạ gì không? Không. Không mà người ta theo em luôn. Đúng rồi, chắc bơm Trời mất đất rồi. quỷ. Em nói không thật rồi. Chắc bơm mất. Nói thiệt luôn á, em nói thiệt không phải. Em nói không thật rồi. Nói thật. Em chắc em nói chuyện khéo miệng lắm đúng không? Không, Không thì anh nhìn em là nói chuyện là rất khéo. Anh nhìn cái anh biết mà. Rất khéo cho nên em mới dụ được em gái trẻ này. Đến giờ là mình thấy có lỗi chưa? biết mình có lỗi mà Bây vợ giờ mình em có nói muốn vậy là mà. bỏ vợ, bỏ con để em đi theo mấy người tình trẻ không? Không. Thế hôm bữa em xin lỗi. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên Công Trần đang bán là tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi phản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân là điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Sao mà vợ lại không nghe? Thì xin lỗi nói Em nói làm vậy, sao lại nói lại anh nghe nào. nói lỡ mình vậy rồi bỏ qua đi mình làm lại từ đầu, Thế là vợ có tha không? nín thinh không có nói gì hết. Rồi lên thinh thì vợ đi luôn. Đúng rồi, Mấy ngày vợ đi? qua phòng anh hai Bình Dương 2-3 ngày á, bữa đó cũng có uống rượu với anh cháu rồi mình ngủ ở bên đó, lấy xe đi nào của mình không hay luôn, Ồ, lấy đi xe của tới em giờ hả? Hay xe của có vợ? xe vợ chồng người cây một chiếc mà. À, xe vợ hai vợ chồng mỗi người một chiếc ha. Dạ. Vợ em đi xe gì rồi? Vision. Vision, biển số mấy? 84G1-61379. 81 à 84G1 Đúng rồi, 61379. 613 79. 379 luôn. Ồ, biển số đẹp đấy. Ừ. Bây giờ thực sự em có thương vợ không? Thương. Thương nhiều không em? Mình à. Bây giờ nhiều quá. Ừ. Bây giờ nếu vợ em mà giận em mà đi có người khác nữa. Em nghĩ sao? Em cũng không biết nói sao nữa. Mình cũng sai. Mình sai. Đúng rồi, không Sai biết. là phải nhận lỗi rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Tại bây giờ nếu vợ chồng thôi nhau thì mình tội nghiệp con á. Ừ. Sao mình biết như vậy mà để cho vợ bắt được? Mà sao thì em quen với cô gái trẻ cái là tại sao em không dặn là anh về em đừng có gửi hình mà tại sao cô ta cố tình gửi hình hay sao? Ta cố tình gửi hình đó, em Cố không tình gửi biết. hình cho vợ bắt được đúng không? Đúng rồi. Lúc bây giờ em đi đâu mà em không cầm điện thoại mà để cho vợ bắt được? Không có, người ta kết bạn với vợ luôn á. Trời ơi, sao có số vợ em? Kết bạn Facebook á. Kết bạn Facebook luôn. Đúng rồi. Sao mà biết vợ em trên Facebook? Cũng biết nhìn hình trong điện thoại em có hình vợ chồng rồi. Trời ơi, vậy hỏng luôn. Thế là cô ta đi tìm Facebook luôn. Đúng rồi. Thế là biết vợ em là kết bạn luôn. Đúng rồi. Và gửi hình luôn. Thế là té ngửa luôn, vợ té ngửa luôn là Đúng rồi. nhận được hai người ôm nhau. Dạ. Thế vợ về vợ em nói em sao? Vợ nói em sao? Giờ nói tao không ngờ mày vậy luôn á. Tao không ngờ mày vậy luôn. Đúng rồi. Trời. Thế lúc này em nói sao? Em có quỳ xin lỗi không? Cũng nói xin lỗi xin gì Em mà ôm vợ là anh xin em không? không có ôm mà mình nói không à, Nói không phải ôm. vợ chồng mà ít
Vợ chồng em có hay ôm nhau không? Ôm thì ôm rồi mà Nhưng lúc mà nào thường có hay ôm không? ôm chứ, vợ mà ôm Đêm ngủ là hai vợ chồng em ngủ chung hay ngủ riêng? ngủ chung Ngủ chung mà. Ngủ chung là mình đêm có tình cảm ôm đương ôm ôm hay mỗi người một góc? ngủ chung em hay gác giò lên bả Ôi trời đất không quỷ thần này. Sao em không để vợ khác mà em lại khác vợ? để quen. Sao vợ không khác em à? Vợ cũng nhiều khi lâu lâu quá người ta mới gác, còn em là ngủ lâu quen gác rồi, gác cái giò lên người ta không. Có bây giờ em mơ mà em ngủ với vợ mà em mơ là người yêu không? Không Không đâu nè, có mơ mơ nhắc người yêu là anh yêu em không? Thiệt không, hay vợ quay phim hết rồi. thiệt, Cho đến giờ phút này là vợ đi, vợ có đem theo tiền bạc đi không? không chỉ chiếc xe thôi. Chạy một chiếc xe đi. Dạ Trên người vợ có đeo vàng đi không? không, Không luôn. dạ Em cho anh biết là vợ em đi đến giờ phút này bao nhiêu ngày rồi? hồi tháng trong vòng tháng 8 tới giờ. Tháng 8 luôn. Dạ tháng 8 tới giờ Ồ, đến giờ hai 2 tháng tháng mấy, mấy. 3 tháng rồi. Dạ đúng Em đã tìm vợ những đâu rồi? rồi. Tìm tùm lum á, Tân Yên cũng có đi nè, Tân Uyên đúng không? Tân Yên với Thuận An, Bình Dương này là tìm, tìm đêm nào em cũng chạy qua nghe anh ta nói đâu là em đi tìm Nghe đó. nói, nhờ ơi, vợ em xinh nha. Vợ em mà cầm trẻ luôn. Đó, mũi cao, lông mi đẹp, trán đẹp. Trời ơi, thế này mà em không 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 giữ để vợ này là thua luôn rồi. Hay là vợ em thì có người tình khác rồi vợ em bỏ đi luôn? Chắc không có đâu. Không có đâu hả? Dạ. Từ hôm vợ đi giờ phút này đấy, em có thấy được thông tin mà vợ em gọi điện cho các con em không? Gọi về quê ba mẹ bên vợ nói không có gọi mà điện cũng không bắt máy luôn. Bây giờ em điện được không? Điện được mà không bắt máy. Em điện thử nào. Điện được mà không bắt máy. Điện thử đi, mở loa qua ngoài anh nghe nào. Trời ơi, vậy là vợ bắt được rồi, hỏng rồi. Tóm sống luôn. Này thua, em không tóm được vợ mà để vợ tóm em. Vợ Vợ đẹp thế này. em tin tưởng vợ mà, vợ em có gì đâu. Em tin tưởng vợ cho nên em Dạ. không căn vợ, nhưng mà vợ lại không tin em cho nên vợ mới tóm được. Dạ đúng rồi. Vậy là trước này em đi cặp mấy cô rồi? Có Mình cứ một khai thật cô đi. à, một à. Một à, mình có nếu muốn vợ về mình cứ ăn năn hối cải mình nói thật đi. Mở loa ngoài lên em. Mở lò. Thế từ hôm vợ đi em có làm công việc gì không? Làm hồ mỗi ngày trong khi cũng thất nghiệp nữa. Quý khách vui lòng thao tác lại sau. Quý khách vui lòng để lại Chặn lời cuộc nhắn gọi à? sau Chặn trực của tiếp. tắt máy, Tất đây là nhiên tắt không. máy. Chặn mà. Không, đây là tắt chứ không phải chặn. Ok. Chặn là nó không có thông báo như vậy. Gọi số khác thì Em được. gọi số khác đi, đấy là tắt máy. Nha, chứ không phải chặn, chặn là sẽ nó sẽ trả lời không trả lời như vậy. Gọi hoài gọi được nhưng khi gọi Đó, có chuông đấy. vô vô mà không Vô bắt rồi, máy. vô rồi. Em ơi, anh xin em nha. Anh xin Không có em. bắt máy. Chắc bắt đấy. Tại em 2 tháng này, 2 tháng mấy em gọi gọi hoài cũng không bắt máy, nhắn tin thì nhắn tin nhưng khi nhắn tin lời chửi. Nhắn tin chửi luôn. Chửi em luôn hả? Nói em vậy vậy em cũng năn nỉ mà không biết sao để không bắt máy Bao đâu. quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy, vui lòng bấm Ê, một tội để lại quá. lời nhắn thoại. Cuộc gọi được tính theo cước thoại thông thường. Bây giờ thực sự là em có tha thiết muốn tìm vợ về không? Muốn tìm nữa. Tìm về là em có hứa nè mấy vợ là em không đi mấy người tình khác không? Hứa. Hứa làm sao? Hứa từ đây Em nói chuyện to lên, em nói chuyện thành khẩn lên. lo làm nuôi con, Nó làm nuôi lo con, lo nuôi con không đi đúng mấy người tình nữa đúng không? không? Dạ đúng Hối hận chưa? rồi. Hối hận. Nhưng mà trong thời gian vừa qua đi với người tình có sự sung sướng không? Vui vẻ không? Bởi vì vui mới mắc vợ nè. Vui mới vất vả. Đúng rồi. Thế bây giờ mình quay lại với người tình được không? Sao không được? Tại em Thì mất chỗ nào là mình kiếm chỗ kia. tại em nói bỏ mà đâu có. Nói bỏ đi bây giờ, nói bây giờ là anh hứa là anh bỏ em đi, nhưng mà anh chia sẻ là anh bỏ em để anh quay về với vợ, nhưng bây giờ vợ bỏ anh luôn rồi thì bây giờ anh lại về với em, anh xin lại về với em. Không có đi luôn. Hả? Chúng ta đi ở với mẹ. Chẳng thà quay về ở với mẹ. Đúng không? Mình chứng tỏ đàn ông bản lĩnh chứ đúng không? Em hôm nay nhận lỗi là em có thành khẩn với vợ Có nói xin lỗi xin gì mà không? vợ cũng nói nặng nhẹ gì mình cũng nín đâu quá. Thế vợ em mấy ngày sau thì vợ đi? Qua Bình Dương 3 ngày mới đi. Là hai vợ chồng vẫn gặp nhau. Gặp nhau bình Sao tối hôm thường. đấy mình có lúc mà vợ bắt được rồi thì tối hôm đấy hai vợ chồng có ngủ chung không? Hay ngủ riêng luôn? Ngủ chung mà. Chung, nếu mà mình có đêm có thủ thỉ trò chuyện không hay là ngủ? Cũng nói chuyện với Nói nhau suốt đêm không? nói cãi nhau. Nói cãi nhau phải ôm vợ, lúc này mình phải mềm như bún đấy, chứ đừng để cho vợ mà cáu gắt nữa, lúc bây giờ mình phải nhẹ nhàng.
mình vần thôi, nhẹ thôi. Anh thương em lắm nhưng bây giờ anh chót dại, nhá, anh đã sai lầm rồi. Anh hứa với em là anh không có làm như vậy nữa. Mình có hứa không? Hứa chứ. Hứa sao? Hứa nói gặp lại nhau đi, làm lo cho con, bây giờ lỡ như vậy rồi. Ừ. Đến giờ phút này em thấy là vợ em như thế này thì bỏ đi rồi, thì em có lo lắng là em sẽ sợ mất vợ không? Cũng sợ, sợ tìm. Sợ tìm ha? Đúng rồi. Ừ. Ê, Bữa khổ. nghe công ty nào, công ty gỗ gì làm ra đêm 6-7 giờ gì á. Ừ. Em cũng chạy qua, đêm nào chạy qua bên gì á, Tân Đông Hiệp á. Ừ. Chạy qua kiếm mà không thấy. Ừ. Bây giờ em nói chuyện rõ ràng lên, nói to lên. Nha. Bây giờ là không gọi là như ngày xưa là mình ơi nữa. Mà bây giờ nó là vợ yêu ơi. Được không? Được. Vợ yêu ơi. Vợ yêu à, ơi. Nghe nè, anh chỉ cho. Nha, bày cách cho để cho vợ quay về. Mình phải thành khẩn lên. Ăn năn hối cải thì vợ mới về, chứ mình nói chuyện không thành khẩn thì vợ không về đâu. Đúng chưa? Còn các anh em giúp về một phần thì động viên thôi. Nhá, để cho vợ quay lại suy nghĩ lại. Bây giờ em phải nói vợ yêu ơi, anh rất yêu thương em. Nhưng trong thời gian vừa qua anh đã mắc sai lầm rất lớn đối với em. Bây giờ từ nay đi anh hứa anh sẽ thay đổi. Em hãy quay trở về với anh nhá. Mãi mãi yêu em, anh yêu em nhiều hơn trước. Để em nói chuyện là to lên, rõ ràng lên. Vợ ơi, quỳ với anh đi, anh có lỗi rồi, gì với anh đi. Sau này anh không có đi đâu nữa. Không biết nói sao. Có hứa không? Bây hứa. Giờ mày nói, bây giờ em phải nói rõ là anh hứa. Anh hứa mai mốt là anh không có gì nữa. Anh hứa với em là từ nay anh sẽ thay đổi và anh sẽ yêu em nhiều hơn trước để chúng mình có để còn các con nữa. Nói to lên. Về với anh đi, còn có con với anh nữa, anh sẽ lo cho em mà. Em đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh. Anh yêu em nhiều. Anh yêu em nhiều lắm. Mãi mãi yêu em. Mãi mãi yêu em. Ừ. Mình phải nói chuyện thành khẩn lên. Thế hôm nay trước khi em về đây nhờ các anh em này để đăng tải video lên để tìm vợ. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ. Ừ. Bây giờ một là đăng lên để tìm vợ, mà hai là mất vợ. Dạ, đúng chưa? Đúng rồi, tìm vợ chứ. Ừ, đó. Thế nên là bây giờ muốn không mất vợ thì phải tìm. Dạ đúng rồi. Mà muốn tìm thì phải đủ mọi cách. Dạ đúng. Đúng không? Bằng bằng mọi giá là tìm thấy thông tin vợ ở đâu. Đúng rồi. Ừ. Em anh hỏi thật em một lần nữa là em còn yêu vợ không? Còn. Bây giờ em vợ em và người tình thì hai người em yêu ai nhiều nhất? Dạ. Yêu vợ hả? Chắc chắn không? Dạ. Trước em quen vợ em yêu lâu không em mới cưới? Cỡ không được năm đâu. Yêu không được năm à? Yêu tha thiết không? Trước em gặp vợ ở đâu? Gặp vợ làm công ty ở Tân Kiên, Bình Chánh mình nè. Ồ, xong làm quen luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Thế lúc bây giờ là vợ em nhìn em thì có cảm tình mến không? Hẹn hò luôn, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Vậy mà không biết trân trọng. Đúng không? Bây giờ phút này là chỉ có một phút bốc đồng thôi. Dạ, đúng không? Là cả đời bốc ấy. Đúng chưa? Đúng. Hiểu không? Đúng. Một phút bốc đồng, một phút sung sướng bây giờ cả đời bốc ấy. Nha. Đó. Thế bây giờ thì em về đây thì em chia sẻ cái câu chuyện này, các anh em sẽ đăng tải video này lên của em. Dạ. Nhanh nhất có thể để hy vọng là các cô chú anh chị. Dạ. Nếu ai phát hiện được thông tin vợ em ở đâu. Dạ. Thì báo tin cho anh em đây để anh em đây tìm cách này giúp em để tìm được vợ. Dạ. Để hy vọng là hai vợ chồng có các con, còn nuôi dạy các con nữa. Dạ. Nhá. Bởi vì một mình em bây giờ em nuôi nổi hai đứa con không? Nuôi thì được rồi mà không có sức để làm á. Ừ, mệt mỏi buồn ha. Đó, trong thời gian vừa qua là ôm nhau siết nhau chặt. Đó, giờ thì mất vợ luôn. Đó, tội không? Đúng chưa? Đấy, suy nghĩ lại nhá. Mình tuổi không nhỏ nhưng mà không nhiều nhưng không ít, đúng chưa? Đấy, những lúc mà chỉ vui hú ý với nhau thôi, giờ ân hận chưa? Thấy ân hận muộn màng không em? Đó, quá muộn màng rồi. Ngày nay đi làm em không ăn cơm được không? Làm không ăn cơm được. Thôi bây giờ dù gì dù vợ cũng đã đi rồi. Cố gắng ăn em nhé. Mình là đàn ông rồi, cố gắng nghị lực lên. Bây giờ mình sai thì mình phải sửa. Nhá. Dạ. Được chưa? Sai nhận lỗi. Đàn ông sai là không có cái. Sai là phải nhận. Nhận là phải sửa. Nhá. Thì vợ thấy được cái thay đổi của mình. Thì cũng hy vọng này là vợ em đang ở đâu đó. Vợ em xem video này. Vợ em suy nghĩ lại. Đây là lỗi do em thôi. Dạ, đúng. Nhá. Chứ vợ em chẳng có lỗi gì cả. Đúng rồi. Đúng không? Vì sai là do em này, trong thời gian qua nhiều khi là em cũng nói chuyện cáu gắt với vợ. Đúng cái thứ nhất, cái hai là chưa được ngọt ngào. Cái thứ ba là em sai mình nói nặng nhẹ đó. Ừ, đúng chưa? Đúng.
Lúc trước em còn cãi được nhưng bây giờ em hết cãi rồi, bây giờ có bằng chứng thì em đâu cãi được nữa. Đúng chưa? Bằng chứng em ôm người ta rồi thì đâu có cãi được. Phải không? Đúng rồi. Đó. Thì hôm nay các anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ đăng tải tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ cho em. Em có đồng ý không? Đồng ý. À, thông tin em chia sẻ này hoàn toàn là có đúng sự thật không? Đúng. Rồi anh cảm ơn cuộc chia sẻ của em nhé. Dạ. Dạ kính thưa cô chú chị bạn, nếu ai phát hiện là thông tin em gái lưu hình như trên thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên em gái là quay trở về với chồng, đặc biệt là còn hai con thơ ở quê nhà. Dạ cuối video cho phép cầu Trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.